thành viên bí ẩn nhất trong gia đình Ronaldo, chỉ biết tên, chưa từng lộ mặt. Nhân vật này trong gia đình của Ronaldo chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Ronaldo là cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới với hơn 900 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Sức hút của Ronaldo giúp cho các thành viên khác trong gia đình được biết đến rộng rãi. Nổi bật là cô nàng Georgina với gần 62 triệu theo dõi tính riêng trên Instagram. Tuy nhiên, có một thành viên trong gia đình của Ronaldo lại chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Đó chính là mẹ của cô nàng Georgina. Được biết, bà có tên Ana Maria Hernandez, sinh ra tại Tây Ban Nha và hiện sinh sống ở Ý. Bức hình duy nhất về bà Ana Maria. Tuy nhiên, bức ảnh này đã chụp gần 30 năm trước, thời điểm Georgina chỉ là một cô bé. Trong gia đình của Georgina, bố cô đã qua đời còn chị gái Ivana thì thường xuyên xuất hiện cùng em gái. Việc bà Ana chưa từng xuất hiện cạnh Georgina và cũng vắng bóng trong bộ phim tài liệu I Am Georgina làm dấy lên những đồn đoán liên quan đến chuyện mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng bà chỉ đơn giản không muốn nổi tiếng. Ronaldo đã bí mật tổ chức đám cưới với Georgina. Tháng trước, Ronaldo gây chú ý khi gọi cô bạn gái lâu năm Georgina là vợ trong một buổi phỏng vấn. Chứng kiến điều này, các fan lập tức đồn đoán cho rằng cặp đôi đã chính thức kết hôn. Chia sẻ với Basic, người phát ngôn của Ronaldo cũng bỏ ngỏ về kịch bản này. Hiện tại, tôi không thể đồng ý hay phủ nhận thông tin Ronaldo đã kết hôn với Georgina. Tôi không biết thông tin này. Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng thời trang tại Madrid vào năm 2016. Cặp đôi được cho yêu từ cái nhìn đầu tiên, gắn bó cho tới hiện tại. Cả hai có với nhau hai con chung là các bé Alana 2017 và Bella 2022. Georgina cũng có mối quan hệ tốt với ba người con đầu của Ronaldo, ra đời theo phương pháp mang thai hộ là Ronaldo Jr. 2010. Cặp sinh đôi Matteo, Eva, 2017. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.